sự tích ông Địa và ông Thần Tài. Ngày xưa, ông Địa cũng có cái bụng bình thường như bụng của mọi người. Thuở đó, ông Địa có kết thân với Hà Bá. Trong vùng có một mụ quá bụa, tính khí rất chua ngoa, nhưng mụ lại có cô con gái rất đẹp. Mụ mắc phải cái tật, hễ cất tiếng chửi con thì y như có mấy lời đầu lưỡi. Má mày Hà Bá! Thế vậy, ông Địa mới tìm gặp Hà Bá, vừa thật vừa giỡn bảo rằng, nè, anh Hà Bá, anh tốt phước quá. Ở đây ngày nào cũng có người nói muốn hiến con gái cho anh đó, mà lại là con gái đẹp kia chứ. Hà Bá mừng quá liền hỏi, thiệt vậy không? Mà ai vậy? Nhờ anh làm mai giùm tôi liền đi nghe. Ông Địa bằng lòng và dẫn Hà Bá đi. Hôm sau, trời vừa sáng, Hà Bá theo ông Địa đến cổng nhà mụ ngoá nọ. Còn sớm, cô con gái út chưa ngủ dậy, chỉ mới có bà mẹ dậy quét sân dọn nhà. Giữa sân có con chó cái, ý chừng phải cất canh nhà nên nó vẫn còn nằm lì ở đó, đuổi chẳng chịu đi. Đuổi hoài chẳng được, mụ ta nổi xung, trở cán chổi đập con chó một cái chửi. Cái đồ Hà Bá! Thiệt nào ngờ, Hà Bá giận quá chừng, liền đạp cho ông Địa một đạp và chửi. Đồ khốn, dám lừa tao, dẫn tao đi để gả con chó này cho tao hả? Ai ngờ mới có một đạp, ông Địa đã rớt tỏm xuống kinh nước. Không tính tới sự oái âm này nên ông Địa mắc cười quá, té xuống kinh mà vẫn cười ngất. Thành thử ông uống phải nước kinh nhiều quá, đến nỗi cái bụng ông phình ra, rồi cứ lần lần bự dần đến chan bang như bây giờ. Trong suốt chiều dài lịch sử, tín ngưỡng thờ ông Địa nói chung và thần đất nói riêng đã có nhiều thay đổi, nó không còn giữ nguyên sơ của dạng tín ngưỡng ban đầu. Trong tâm thức dân gian Nam Bộ, ông Địa được xem là một vị phúc thần, không chỉ có vai trò bảo vệ đất đai, ruộng vườn mà còn có nhiệm vụ đưa rước thần tài đến nhà, nghĩa là làm cho gia chủ phát đạt giàu có và kim luân việc giúp cho gia chủ mau lành bệnh và tìm kiếm được những món đồ đã mất. Do đó mà sáng sớm, khi mở cửa nhà cửa tiệm thì ông Địa lại thường được gia chủ tặng thưởng cho một ly cà phê đen bên cạnh, một điếu thuốc lá trên tay, có khi là cà phê sữa ngon và một gói thuốc 3 số 5 hẳn hoi, có lúc được thưởng cả bánh bao thịt heo quay nữa. Theo tín ngưỡng dân gian cho rằng, thờ ông Địa là để địa phù hộ cho buôn may bán đắt. Thật ra, theo các tôn giáo Á Đông, ông Địa lại là vị thần cai quản các địa phương hoặc là thần bảo vệ của mỗi gia đình. Ở các cấp độ cao hơn thì ông Địa trở thành vị thần hộ trì cho những người lương thiện, những bậc tu hành được bình an trên đường giáo dân độ thế. Hiểu theo nghĩa này thì ông Địa lại là một vị thần có sứ mạng về mặt tâm linh. Cũng có nhiều nơi theo ảnh hưởng của Trung Hoa gọi ông Địa là ông Thần Tài. Mọi thứ đều sinh từ đất mà ra, tất đất là tất vàng. Vì thổ công là vị thần quan trọng nhất của gia đình, nếu đứng ở ngoài nhìn vào thì bát hương thờ thổ công ở giữa, bên trái là bát hương thờ bà cô tổ, bên phải là bát hương gia tiên. Khi cúng lễ đều phải khấn thổ công trước để xin phép cho tổ tiên về. Thông thường, mỗi khi làm việc gì đó có đụng chạm đến đất đai như đào ao, đào giếng, xây cất, mở vườn, mở ruộng, đào huyệt thì tất cả đều phải cúng vị thần này. Có một giai thoại khác về ông Địa như sau. Ngày xưa, ông Địa ban đầu là một người đàn bà quê Lam Lũ, đang mang thai trong mình một hài nhi, nhưng suốt ngày vất vả với việc đồng áng và việc nhà. Người đàn bà đó lại có một ông chồng vô cùng nát rượu và bê tha. Ông ta mỗi khi nhậu say về thường hay đánh đập vợ. Một lần bị chồng đánh dữ quá, người đàn bà đã chạy trốn, chạy mãi mà không biết là chạy đi đâu khi mà ông chồng cứ cố rượt đuổi đằng sau. May quá, người đàn bà có bầu kia đi ngang qua một cái miếu thờ thần tài và đã nghĩ ra cách vẽ râu, cải trang thành đàn ông và chạy đến ngồi kế bên ông thần tài. Bà nói, ông thần tài ơi, tôi nay bụng mang dạ chữa, chồng nó cứ đánh đuổi thế này, ông thương tình cho tôi ngồi đây cùng với ông chút nhé. Tự nhiên, người đàn bà đó bỗng hóa thành bức tượng cạnh ông thần tài.
Người chồng lùng sục mãi trong miếu mà chả thấy ai cả nên đã bỏ đi. Sử Tích về câu nói oan ơi ông Địa. Ngày xưa, ở một bến sông kia, nơi người ta thường đến gánh nước tắm giặt, cách đó chẳng xa, chỗ vắng vẻ có một ngôi miếu thờ ông Địa. Trong số những người thường ra bến sông, có một cô gái bị cha mẹ phát hiện là đã mang thai, chưa có chồng mà có mang như vậy gọi là chữa hoang thì vi phạm thuần phong mỹ tục. Có nhiều làng đặt ra những luật lệ cắt cao để phạt gia đình nào có con gái bị chữa hoang. Do đó, cha mẹ tra hỏi cô gái để tìm ra thủ phạm, để bắt thủ phạm cưới hỏi con gái của mình hầu tránh bị phạt vạ của làng xóm. Cô gái khai với cha mẹ, hằng đêm cô ra bến sông gánh nước, những khi thanh vắng đã bị ông Địa dụ dỗ nên mới có mang, thủ phạm chính là ông Địa. Ông Địa nghe cô gái vu oan giá họa cho mình, ông tự hứa từ đó về sau bất cứ chuyện trai gái nào, cho dù ai giấu kín đến đâu, ông cũng làm cho người khác biết để tránh bị vu oan, và cái tích oan ơi ông Địa do đây mà có. Sử Tích thần tài. Ngày xưa có một tên lái buôn tên là Âu Minh, khi qua hồ Thành Thảo, thủy thần cho một cô nô tỳ tên là Như Nguyện. Âu Minh đưa Như Nguyện về nuôi trong nhà, làm ăn ngày càng trở nên phát đạt. Sau đó, vào một ngày Tết, vì lý do nào đó, Âu Minh đánh Như Nguyện. Như Nguyện quá sợ hãi chui vào đống rác và biến mất. Kể từ đó, Âu Minh làm ăn luôn thua lỗ, sa sút, chẳng mấy chốc trở thành phá sản, nghèo xác nghèo sơ. Hóa ra, Như Nguyện chính là hóa thân của thần tài. Từ đó, người ta tưởng lập bàn thờ để thờ vị thần này. Đó cũng là lý do vì sao lại kiên cử hút rác hay quét rác trong 3 ngày đầu năm, vì Sử Tích Âu Minh Như Nguyện như trên, mà người ta sợ hút rác là sẽ hốt luôn cả thần tài trong đống rác đó, thì công việc làm ăn sẽ không suôn sẻ. Việc nhờ thần tài ở nơi xó xỉnh cũng có nguồn gốc từ đây. Cũng có một sự tích khác về thần tài, đó là sự tích mùng 10 tháng Giêng âm lịch. Chuyện kể rằng, thần tài chỉ có trên trời, dưới trần gian không có. Thần tài là vị thần cai quản tiền bạc và tài lộc. Trong một lần đi chơi uống rượu, do say quá nên thần tài bị rơi xuống trần gian. Không may đầu bị va vào đá nên nằm mê mệt không biết gì. Sáng ra, mọi người thấy một người ăn mặc giống như diễn tuồng cải lương thì lấy làm lạ và tưởng ngài bị điên. Mọi người thấy vậy, liền lột sạch hết quần áo mũ nón của thần tài và đem đi bán. Thần tài tỉnh dậy không có quần áo trên người và do bị va đầu vào đá nên không nhớ mình là ai. Do sống trên thiên đình quen rồi nên thần tài không biết làm việc dưới trần gian nên thường đi lang thang xin ăn khắp nơi. Thần tài đi ăn xin thì gặp một nhà kia kinh doanh buôn bán gà, vịt, heo quay ế ẩm. Thấy thần tài đến ăn xin thì được chủ nhà mời vào ăn. Thần tài được chủ quán cho ăn nên ông ra sức ăn rất nhiều, đặc biệt ông rất thích thịt heo quay, vịt quay. Điều kỳ lạ lúc này là khi ông vào quán này ăn thì không biết từ đâu khách kéo đến nườm nượp. Người chủ quán thấy lạ nên ngày nào cũng mời thần tài vào ăn. Khách hàng ở quán đối diện trước nay rất đông khách, bỗng dưng từ hôm thần tài đến ăn quán bên này thì khách bên đó lại chuyển hết qua quán bên này ăn. Sau một thời gian, người bán hàng đắt khách và cảm thấy thần tài chẳng làm gì mà suốt ngày lại được ăn uống đồ ăn ngon, lại toàn dùng tay ăn bốc. Người thì bốc mùi, lại hay thích lang thang không tắm giặt. Nghĩ thần tài sẽ làm cho khách sợ không dám đến ăn nữa, và lại thấy hao phí đồ ăn cho một người ăn mày không đáng. Nghĩ thần tài sẽ làm khách sợ không dám đến ăn nữa, và lại thấy hao phí đồ ăn cho một người ăn mày không đáng, nên người chủ quán liền đuổi ông đi. Quán đối diện ngày xưa rất đông khách, nay vắng hoe. Thấy thần tài bị chủ quán bên kia đuổi, thì liền mời thần tài vào ăn. Cũng như lúc trước, mọi người lại ùn ùn kéo đến ăn quán này rất đông.
Mọi người thấy vậy nên ai cũng ra sức tranh giành mời cho bằng được thần tài đến hàng quán của mình ăn để có thể kéo khách đến ăn đông. Khách đến... Lương Tiên Sinh là Hoa Kiều, hậu duệ đời thứ ba của dòng họ Lương. Ông cư ngụ không xa thành phố Bangkok nổi danh, kinh doanh hãng trà gạo. Ông Lương vừa bỏ ra hơn 10 vạn để làm tang lễ cho một con chó. Câu chuyện này kể ra thực rất cảm động. Hôm nay là ngày công đức viên mãn, cúng lễ đầu thất của con chó. Chiều tối sẽ cử hành lễ thiêu, khách đến không nhiều. Trước khi hỏa táng, ông Lương còn thỉnh cao tăng trứ danh tụng kinh, quốc quay phim, ghi hình toàn bộ buổi lễ. Chủ sự còn đặc biệt tặng cho mỗi tân khách một quyển sách rất đẹp làm kỷ niệm. Bìa ngoài in hình một con chó Thái hùng dũng đứng bên cạnh là đứa bé 3 tuổi. Chuyện bắt đầu từ 4 năm trước, khi Lương Tiên Sinh vừa kết hôn không lâu. Ngày nọ, ông cùng với vợ ngồi thuyền đến chùa cúng dường Tào Phúc. Hôm đó, hai vợ chồng trai tăng xong, lúc lên thuyền thì phát hiện có một con chó té xuống sông. Nó đang thở thoi thóp. Ông và vợ vội cứu lấy con chó lên, lau khô mình nó. Sợ nó bị lạnh, nên lấy khăn lông quấn cho ấm, rồi đem về nhà. Hai vợ chồng đồng yêu thích con chó cái này. Năm sau, bà Lương sinh hạ được một bé trai. Vừa lúc ấy, con chó cái cũng sinh ra một chú chó đực. Tục ngữ dân gian nói, đơn trư cùng, độc cẩu phú. Một heo nghèo, một chó giàu. Ý nói là, nếu sinh một con chó, thì sẽ giúp cho chủ nhân phát tài, vận hên. Quả nhiên không bao lâu, thì vận may tới nhà họ. Do chính phủ muốn nông thôn phát triển, nên đã cho xây một con lộ to rộng trước công xưởng Lương Tiên Sinh. Giá đất hai bên đại lộ nghiễm nhiên tăng vọt. Mai là tổ tiên Lương Tiên Sinh để lại rất nhiều đất sát bên công lộ. Thương trường địa sản lên ngôi, giá tăng cao không ngờ. Ngoài ra, khi công lộ xây xong, giao thông càng tiện lợi, hãng xây gạo nhân đây làm ăn càng phớt. Nó cứ như là diều gặp gió. Vận may đến bất ngờ như thế, mọi người đều quy công về chú chó con. Ông Lương đặt tên cho nó là Hảo Vận, và gọi thằng bé con mình là Tiểu Ba. Hảo Vận ngày một lớn, giao du thân thiết với cậu chủ nhỏ đồng tuổi mình. Lúc Tiểu Ba chập chững tập đi, thì Hảo Vận nhẫn nại, theo sát một bên nâng đỡ, quấn quýt không rời như hình với bóng. Lương Tiên Sinh nói nó giống hệt như bảo mẫu vậy. Một buổi chiều nhá nhem tối, công nhân xưởng xây cùng với công nhân xưởng khác phát sinh ấu đả tập thể. Mọi người không ai chú ý đến tiểu thiếu gia, cậu bé mới 3 tuổi ưa chạy lung tung, do bất cẩn nên té xuống sông. Nhìn thấy Tiểu Ba giãy giụa, trong chớp mắt đã chìm xuống, con Hảo Vận cả kinh, nó bất chấp tất cả, liều mạng nhảy xuống sông, dùng lưng đội tiểu chủ lên. Tiểu Ba liền ôm chặt con chó, nhưng bờ sông dốc cao quá, vô phương leo lên. Bốn chân Hảo Vận không ngừng bơi dưới nước, ráng sức đội tiểu chủ. Nhưng do đầu nó bị Tiểu Ba ôm chặt, chỉ có thể lâu lâu hướng mũi lên trời thở. Khi hai vợ chồng ông Lương phát hiện, cô bé giúp việc, người mà họ thuê chăm sóc Tiểu Ba cũng đang dí mũi vào đám người gây lộn, thì họ vội vàng hỏi. Công chủ đâu rồi? Trời ơi! Cậu chủ đâu rồi? Cậu chủ đã mất tiêu rồi. Cậu chủ đâu? Cậu chủ đâu rồi? Mọi người mới tủa ra đi khắp nơi kiếm tìm, kịp thời phát hiện ra Tiểu Ba và Hảo Vận đang ở trong con sông. Lương Tiên Sinh vội nhảy xuống nước, bồng Tiểu Ba lên trước, sau đó vớt Hảo Vận lên. Lúc này, thể lực Hảo Vận không còn chống chọi được nữa, nên chìm xuống. Lương Tiên Sinh ráng sức cứu và bồng được con chó cưng về nhà. Con trai ông đã thoát hiểm, Hảo Vận cũng dần dần tỉnh lại. Hảo Vận liều mình cứu tiểu chủ, nghĩa cử này không những được chủ nhân cưng yêu bội phần mà láng giềng đều ngưỡng mộ ca ngợi. Nhưng con Hảo Vận không giống người,
không vì được sủng ái mà sinh kiêu ngạo. Nó vẫn như xưa, luôn theo sát, quấn quýt bên tiểu chủ. Đang lúc mọi người nhiệt liệt bàn về nghĩa cử cứu tiểu chủ của con chó, thì sự tình bất khả tư nghi phát sinh. Nguyên là cô tớ gái chăm sóc tiểu ba còn trẻ, ham chơi, nên bị chủ sai đi lau chùi nhà vệ sinh và tạm thời giao công việc bảo mẫu này cho một bà lớn tuổi, chín chắn hơn, lo liệu. 3 tháng trôi qua, một buổi chiều nọ, bà vú này dẫn tiểu ba và Hảo Vận ra đường rau cạnh công xưởng chơi. Thình lình xuất hiện một con rắn mắt kính, thân mập, to bằng bắp tay, dài hơn 2 mét. Đầu nó ngóc cao, nhắm hướng bà vú tấn công và mổ nơi gáy bà một cái. Té ra, con rắn này nó đang ấp trứng, mà các bà mẹ động vật trong thời kỳ hậu sản tính rất khôn dữ, luôn sẵn sàng tấn công, vì đó là thiên tính bảo vệ con của tình mẫu tử. Rắn mẹ cắn bà vú xong thì quay sang tiểu ba, bắt đầu cuộc công kích. Lúc này con Hảo Vận thông minh đang đứng cạnh tiểu ba, thấy tình thế nguy hiểm, nó lập tức nhảy lên đứng chắn trước tiểu ba. Đúng vào lúc con rắn phóng tới mổ cắn, và Hảo Vận đã lãnh thay cú mổ đó. Dù bị thương, nhưng con chó vẫn ráng cắn vào đuôi con độc xà. Hai bên quần thảo kịch liệt trên đất. Trong lúc này, bà vú chỉ kêu được một tiếng: "Cứu mạng!" Thì nọc độc phát tán, bà té xuống. Bé tiểu ba ngây thơ không biết sợ, chỉ đứng đó nhìn con rắn và chó đấu nhau. Khi công dân và Lương Tiên Sinh chạy đến, thì mặt bà vú đã chuyển sắc đen, không còn nói được nữa. Hảo Vận cũng bị nọc độc chạy vào tim, mắt nó chảy máu tươi, mất hết sức lực. Nhưng nó vẫn cắn chặt đuôi rắn, nhất quyết không nhả. Một người đập chết con độc xà. Nhưng Hảo Vận trúng độc quá nặng, nó đưa mắt nhìn chủ lần cuối rồi tắt hơi. Nước mắt ông Lương rơi như mưa. Ông cứ ôm con chó cưng trong lòng mãi. Mọi người lay tỉnh Lương Tiên Sinh, nhắc rằng trên mình chó có độc. Trong giây phút tống biệt, ông Lương nghẹn ngào dặn dò mọi người phải dùng nghi thức cực kỳ trang nghiêm để tổ chức ma chay cho con Hảo Vận trung nghĩa. Và tang lễ này được cử hành suốt 7 ngày 7 đêm, long trọng chưa từng có đối với một con chó. Tang lễ hoàn tất, mọi người đều bị tấm lòng trung nghĩa của con chó làm cảm động. Ai cũng tán thán rằng nhờ vợ chồng ông Lương 4 năm trước cứu chó nên ngày nay mới chiêu được thiện báo. Có thể thấy con người và loài vật như con chó có thể sống chung bầu bạn hài hòa, cùng hổ tương cứu hộ, thân thiết như tay chân. Vì vậy, con người không nên ngược đãi chó, càng không nên sát hại, ăn thịt nó dã man. Quán dậu lông hổ. Tốt nghiệp phổ thông xong, được người giới thiệu, tôi vào làm phục vụ bàn tại một nhà hàng có tên là Quán dậu lông hổ. Quán nhậu này là một nơi thuộc vùng Thâm Sơn, cây cối sầm uất, có rất nhiều dã thú. Ông chủ quán họ Vi được xem là vua kinh doanh, vì ông mưu trí, khéo tính toán đầu tư, nhờ vậy mà hái được lắm tiền. Ông treo bảng bán thịt thú rừng, chào hàng bằng mấy từ đặc sản thôn quê quyến rũ, cho nên thực khách tìm tới đông nghịt. Quán càng mở rộng quy mô, tiệm lão Vi càng phát tợn, khắp xa gần đều biết tiếng. Quán có món đặc biệt tên là lông hổ đấu, gồm thịt đại mãng xà nấu chung với mèo rừng và đặc thành. Chẳng mấy chốc, biệt danh này đã thành tên gọi của quán. Cứ kiểu đó, mèo rừng và mãng xà khắp vùng phụ cận đều gặp họa ương, do ông chủ Vi luôn thu mua giá cao, cho nên nhiều người dân hám tiền, sẵn sàng liều mạng, sông lướt hiểm nguy, mò vào chốn Thâm Sơn vắng bóng người để tìm hàng cung ứng cho lão chủ. Cái sân phía sau tiệm ngày nào cũng nồng nặc mùi máu tanh, tiếng rên la thảm thiết không ngừng vang vọng vào tai. Một hôm, lão Vi mua được một con mãng xà khủng, dài 6 mét, mập độ 1,5 tấc.
có vảy ống ánh, sắc hoàng kim pha chút bạc. Nghe nói đã có rất nhiều người mất mạng vì tìm bắt con mãng xà này. Nhìn vóc dáng đồ sộ của nó, có thể đoán nó là vua mãng xà. Con mãng xà nằm mê man một ngày mới tỉnh lại. Lão Vi tiến đến gần Lộc Sắc, nói: "Ha, ngó bộ ngươi đỉnh đạt uy phong, nên ta tạm thời chưa giết, cho ngươi lưu mạng sống thêm mấy ngày nữa." Mãng xà hình như nghe hiểu, nó ngóc đầu lên cao, đột nhiên há to miệng, phun ra một bãi nước miếng hôi tanh nồng nặc vào mặt lão chủ. Do lão không kịp đề phòng, chỉ biết hét to một tiếng thảm thiết, rồi quay mình bỏ chạy. Chúng tôi nghe lão trống, cũng vội chạy tới, dùng nước sạch rửa mặt cho lão. Nước miếng mãng xà có tính ăn mòn tiêu hủy rất cao, nếu như cứu chữa không kịp, chắc chắn sẽ lưu thẹo, lỡ lói. Lão Vi đùng đùng nổi giận, nhấc ngay nồi nước nóng, dội vào chuồng mãng xà. Trút giận xong rồi, lão hung tợn nói: "Nếu chẳng phải do tốn tiền mua ngươi cao giá, thì ông đây đã bấm dầm ngươi ra cho hả giận. Giờ ông sẽ cho ngươi sống không bằng chết, rồi nửa tháng sau sẽ làm thịt, đem ngươi ngâm rượu mừng sinh nhật 40 của ông." Từ ngày đó trở đi, mãng xà bị nhốt đơn độc trong chiếc lồng to nơi góc vườn, không cho ăn uống. Thỉnh thoảng ông còn ngược đãi hành hạ, chửi mắng nó ôm sòm, ngày nào cũng cho giết mổ đồng loại của nó, còn lột da xẻ thịt các con vật ngay trước mặt nó để thị uy. 7-8 ngày trôi qua, con đại mãng xà vẫn không khuất phục, hãy thấy lão chủ là dương mắt thình độ, há mồm nhe nanh. Mỗi lần đến gần lồng nó, ai cũng đều có cảm giác bất an khủng khiếp. Lại mấy ngày nữa trôi qua, bỗng xảy ra chuyện, con đại mãng xà trong lồng không cánh mà bay, chẳng thấy tăm hơi tung tích. Lão chủ vừa nghe tin này thì mặt mày tái nhợt, hai mắt trợn ngược. Lão đến bên hông cái lồng, nhìn trừng trừng quan sát, thấy lồng vẫn còn nguyên vẹn, không có chút tì vết hư hại, chung quanh không có khe hở. Lão đoán trừ phi có ai đó cố ý thả nó ra, nếu không thì chắc chắn con mãng xà khủng này không thể nào thoát được. Lão chủ tức tối quay đi. Hằng Học nói: "Ai? Là ai đã thả nó ra hả? Hôn hồn thú nhận thì không sao, chứ để ông đây mà điều tra ra được thì ông sẽ lột da sống cho coi." Chúng tôi đều run sợ, cùng xúm nhau thề thốt là mình không có làm vậy. Ông chủ mặt mày thiểu não, ông quay lại cái lồng sắt quan sát tiếp tục. Cuối cùng cũng phát hiện ra chỗ con đại mãng xà đào thoát, có hai thanh sắt khe hở tương đối lớn, xem ra mãng xà đã thoát bằng đường này. Chúng tôi bàn tán cả buổi, cuối cùng đành phải thừa nhận hiện thực trước mắt. Đúng là thân thể con mãng xà này có tính co giãn biến hóa cực cao, quá giỏi luồn lách. Khe hở nhỏ xíu như vậy mà nó vẫn chui ra được. Vì muốn tự do, nó có thể kham dẫn mọi thống khổ ngoài sức tưởng. Lão chủ sau khi xả xuống bắp, trút thịnh độ xong, thì ngó bộ ra nguôi ngoai, không còn nói năng gì nữa. Khoảng hơn 2 giờ sáng, chúng tôi thấy ai nấy đang ngủ say sưa thì bị những tiếng thét kinh hoàng làm cho tỉnh giấc. Tôi giật mình nhổm dậy, phóng ra sân, quan sát tình hình. Vừa dịch cảnh trạng, tôi đã hụt vi phách tán. Dưới ánh trăng sáng, tôi thấy có mấy mươi con mãng xà bò đầy sân, có con trườn từ ngoài cửa sổ vào. Thuở giờ, tôi chưa từng chứng kiến cảnh mãng xà hành động tập thể như thế này. Bình thường thấy đám mãng xà trong quán đều có vẻ đầu ngu não ngốc, nhưng hiện thời trước mặt tôi, những con đại mãng xà này trong bộ dạng rất khôn ngoan và đang bừng bừng lửa giận, thịnh độ khó nguôi, khí thế cực kỳ hung hãn. Tôi vội hét lên báo động khắp: "Mau thức dậy, thức dậy, chạy mau, bầy mãng xà đang bò vào nhà kia kìa!" Âm vang kinh hoàng của tôi gây náo động cả một vùng. Chớp mắt, mấy con rắn đã bò tràn lan xung quanh, nhiều con trừ đến bao vây phòng lão chủ, kín đến không còn khe nào hở. Trong quán, mấy bếp sư và hỏa độ quân vốn giỏi việc, vì họ từng ra tay giết vô số mãng xà, do thạo nghề quen ứng phó nên họ không hãi hùng lắm. Dù có chút sợ thoáng qua, nhưng họ cùng nhau nhanh dẫu chụp khí cụ truy bắt các mãng xà để giết. Sau một trận đánh đấu dữ dội,
đã có mấy người rời nhà, chạy ra sân. Mãng xà vẫn ung dung tấn công, vài con xông thẳng đến phòng lão chủ, giống như là đến tiếp viện vậy. Xem ra trọng điểm mãng xà muốn tấn công chính là phòng lão chủ. Do cửa sổ mở nên đã có mấy con tiến vào trong. Tôi dễ dàng dẫn ra con mãng xà chúa từng vượt ngục, vì thân nó màu hoàng kim lại to lớn nhất trong bầy nên rất dễ phát hiện. Đồng thời tôi cũng hiểu ngay, chính nó đã hướng dẫn, điều khiển bầy rắn này đến báo thù. Kỳ quái là tôi không hề thấy bóng dáng lão chủ đâu, cũng không nghe tiếng va chạm đấu đá. Tôi gọi to, nhắc nhở mấy người còn đứng trong sân. Hãy mau lên lầu, chỗ đó an toàn hơn. Bọn họ như sực tỉnh, vội phóng lên cầu thang, ai nấy chạy bán mạng, cùng lao vào phòng như cơn lốc. Mãng xà đang bắt đầu bò lên, chúng tôi đồng tâm hiệp lực, nương vào thế cao quánh thấp, cuối cùng đẩy lui được chúng. Khi bầy rắn từ phòng lão chủ thoát lui, vẫn còn rắn chúa to lớn màu hoàng kim hiên ngang dẫn đầu. Sau đó chúng nhanh chóng biến vào rừng cây rậm rạp phía sau núi. Khi đã chắc chắn là nguy hiểm đã qua, chúng tôi mới xuống tầng dưới. Thấy hai anh đồ tể Nhan Trung Vĩ và Lý Trường Hữu vẫn chưa ra khỏi phòng. Hai người này thường ngày chuyên lo việc giết rắn, họ đã giết vô số mãng xà. Chúng tôi kinh hoàng đến há hốc miệng khi phát hiện cả hai anh gân cốt bị đứt lìa, nội tạng bị xé thủng, thất khứu lưu huyết đã chết từ hồi nào. Riêng cửa sổ phòng nhóm nữ phục vụ do đóng kín nên mãng xà không thể vào. Nhờ vậy mà bọn họ không ai bị thương, chỉ bị một mẻ sợ kinh hoàng bạc vía mà thôi. Vậy ông chủ quán Vi ở đâu? Chúng tôi thắc mắc, đồng tiến đến cửa phòng ông. Bên ngoài là một bãi hỗn độn, cũng không thấy bóng dáng ông. Chúng tôi hồi hộp ráng tiến vào trong, thấy càng loạn dữ hơn. Nơi đây in đầy vết tích mãng xà dày xéo, hơn nữa còn luôn mùi khí tanh nồng nặc. Kỳ quái là vẫn không thấy lão Vi đâu cả. Không lẽ là bị mãng xà bắt cóc hay bị nó nuốt gọn rồi? Thật đáng sợ. Nghĩ đến đây thì đầu tôi như tê dại đi, xương sống phát lạnh, nổi óc khắp mình. Lúc này chúng tôi không hẹn mà đồng chú ý đến một cái lu to nơi góc tường. Lu này cao khoảng 1m5, nắp lu bằng gỗ có tay cầm. Như bây giờ lu đang đậy nắp ngược, nghĩa là tay cầm quay vào trong, thành lu in đầy vết rắn đu đeo quần thảo. Ác là lão Vi ở trong đó. Chúng tôi gọi nhỏ. Ông chủ ơi, mãng xà rút rồi, ông mau đi đi. Gọi hoài mà không nghe đồng tĩnh gì, chúng tôi có cảm giác không hay, bèn tới gần, run rẩy dỡ nắp lu ra. Nhìn thấy ông Vi toàn thân co rúm, mặt tái nhợt, mắt trợn lưỡi thè, 10 ngón tay bấu chặt vào nắp lu đến chảy máu. Ông chết thảm đến chẳng nỡ nhìn. Có lẽ lão Vi vừa thấy bầy mãng xà tiến vào thì biết mình không xong. 12 giờ trưa, cả nhà đi nghỉ. Ông cụ Tuần vào phòng anh Gia nghỉ, em cũng ôm gói vào theo xin ngủ ké để hóng chuyện. Ông Phương vọng Quân thì phóng xe về vì nhà cũng gần nhà em. Anh Giang hỏi, sao cháu không thấy các anh nhà cụ đâu ạ? Nhà có hai ông bà vắng quá. Những lời anh Giang vừa hỏi như chạm vào nỗi đau của ông Tuần. Ông cũng có một thằng con trai, nếu nó còn sống, bây giờ thì nó bằng tuổi mày. Sao anh lại mất hả ông? Chuyện nó dài lắm cháu ạ. Từ thời bố ông cũng làm thầy cúng. Bố ông là thầy giỏi cả bùa và phép. Cháu thấy ai cầm một nắm đũa rồi ném ra sân, đứng bắt quyết thì nắm đũa đấy tự dưng đứng lên và xếp thành hàng chưa? Ngày đó bố ông làm được đấy. Ông tiếp tục kể về cuộc đời của ông. Sau này sinh ra, ông ước mơ là thành một chàng kỹ sư sửa chữa ô tô, nhưng mãi mà ông vẫn không thực hiện được vì cái nghiệp ông mang là phải làm thầy. Cái nghề này ông không thích và không hề muốn làm. Ngày ông sinh ra, bố ông lên một quẻ bói bấm theo ngày sinh. Ông buồn bã lắc đầu, nói là số con phải làm thầy thì mới mong thọ. Nhưng ông thọ thì nhà ông có khi lại tuyệt tự. Ngày ấy vẫn biết bố mình nói đúng, nhưng ông cố cãi và không làm theo. Ông nói, còn có biết cái cảnh mà khi người ngủ
thì người ta lùa đánh mình, chống trả cả đêm. Ngày mai thấy người mệt mỏi, rồi tự nhiên đang nằm, cái giường dựng đứng lên. Họ kéo hai chân mình theo kiểu chồng chuối, lê la khắp nhà, sợ vãi mật ra, la khản cả cổ, nhưng chẳng ai giúp mình. Rồi tự nhiên nhìn thấy người ta treo cổ trước mặt mình. Ông đứng đó la hét, những người xung quanh nhìn ông như một thằng thần kinh. Như vậy làm sao mà đi học được? Khi các bạn nhìn mình với ánh mắt là thằng tâm thần. Thế là ông bỏ học, ở nhà xách tay nải cho bố ông đi cúng. Lúc đó ông mới học thôi, nhưng từ khi đi cùng với bố, ông không bị hành nữa. Khi bố cúng, ông ngồi sau phụ lễ, rồi những trang sách cúng ngắm vào người ông lúc nào ông cũng không biết. Có hôm, bố ông quên, ông còn nhắc được nữa. Rồi bố dạy ông vẽ bùa xem tướng số. Hai bố con cứ như thế, cho đến khi bố ông qua đời. Ông vẫn đi cúng, nhưng có một mình thôi. Khi bố ông mất, ông cụ dặn hãy đánh tan hồn phách hoặc yểm ông để sau này không có ai phải theo cái nghiệp đó. Nhưng cháu thấy có ai nỡ làm thế với bố mình đâu. Ông không làm được. Rồi trong một lần, ông đi cúng cho một gia đình, con gái của họ bị vong hai mẹ con chết vì tai nạn giao thông ám. Người phụ nữ đó chết, trên tay còn giữ chặt đứa con 6 tháng tuổi. Họ đi về nhà ngoại, lái xe ngủ gật, xe tông vào xe tải đi ngược đường. Hai mẹ con cùng mấy người ngồi trước chết tươi. Do chết mà không cam tâm, vẫn còn quá nhiều điều hối tiếc, oan khí tích tụ lâu ngày, họ thành quỷ. Cô gái này đi học xa nhà, đêm hôm đó bố cô ốm nặng, cô vội về trong đêm, qua đoạn đường đó bị bà này nhập vào. Nhà cô có nhờ rất nhiều thầy về, nhưng không ai làm được. Sau đó mới mời ông. Ông đến thì thấy cô gái thật tội nghiệp, hai mắt thâm quầng, người ngợm xanh xao. Nhìn cô trông rất dữ tợn, ai cũng không được đụng vào cô. Nhìn thấy ông, cô cười thấy lạnh người. Và cô nói, thằng kia, mày tới đây làm gì? Mày định bắt tao à? Ông không nói gì, ra hiệu cho người nhà trói cô lại. Nhưng cô khỏe lắm, không ai giữ nổi cô. Mặc dù 3-4 thằng thanh niên tuổi đấy còn có thể giữ được cả con bò đực. Ông mặc áo vào định cúng, thì cô đấy lao đến phá hết toàn bộ. Bắt buộc ông phải trói bằng sợi chỉ ngũ sắc. Loại này ông không bao giờ phải dùng tới, vì nó chỉ dùng cho bọn quỷ cốt. Khi ông trói nó lại, thì nó nhìn ông, cái mặt căm thù lắm, miệng không thôi gầm gừ. Khi ông hỏi nó ở đâu, thì nó không nói, cứ cười ha hả. Ông lấy cành dâu quất nó, thì nó trợn mắt lên lườm ông. Khi ông lấy cành dâu tẩm máu chó mực đánh nó, thì nó bắt đầu sợ, van nài khóc lóc. Nó kể sự tình, nó bị như thế. Khi ông hỏi đứa con đâu, thì nó chỉ góc nhà. Ông quay qua nhìn thấy đứa bé tầm 4-5 tuổi ngồi xó nhà, quần áo thì rách nát. Ông hỏi, sao nhà có người thợ cúng mà không về ở là đi phá phách lung tung như vậy? Cô gái nói, chết đường nhưng mà nhà không có người dẫn về cho nên tôi không về được. Ông nói, thế nhà ở đâu, có muốn về nhà không? Sao lại nhập vào con nhà người ta mà hành tội họ thế? Họ có tội gì đâu? Cô gái trả lời, tôi đưa nó xuống thế chỗ để hai mẹ con tôi được đầu thai. Ông nói, không được, nhà người ta có mỗi đứa con, thế còn người chết, người xót thế nào thì người ta xót thế đấy, sao người nỡ làm thế? Cô gái im lặng và nói, không biết, không biết. Bây giờ ta lập đàn cầu siêu cho nhà ngươi, cho ngươi vào trong chùa nghe kinh kệ sớm mà siêu thoát. Không đi, tôi không đi, cô gái nói. Thế người muốn gì? Tôi muốn nó phải chết. Nói rồi cô cười mang rợ. Ông lúc đó còn trẻ người non dạ, thanh niên hiếu thắng. Nếu như bây giờ ông sẽ lập đàn siêu độ hay đưa cô về nơi cửa chùa mà tu tâm. Nhưng không, ông nóng giận đánh tan hồn phách con quỷ đó trước sự chứng kiến của đứa con của nó. Vì thấy nó bé nên ông bỏ qua. Thấy mẹ bị đánh tan hồn phách, nó sợ hãi bỏ chạy mất. Ông thấy thế tha cho nó. Nhưng nó chính là mối họa của gia đình nhà ông sau này. Khi trục được con quỷ đó thì cô gái cũng dần tỉnh lại. Nhà cô mừng lắm, cảm ơn ông hết lời. Ngày ấy tiền có giá lắm, mà họ còn biếu ông gần cả chỉ vàng.
nhưng ông không lấy. Ông xuyên đi lại hỏi thăm cô gái, xem cô khỏe chưa. Dần thì hai người có tình cảm với nhau. Ngày xưa, thầy cúng là một cái gì đó, họ nghe thì họ kỳ thị lắm và muốn tránh xa, chứ không như bây giờ. Ông và cô phải vượt qua bao nhiêu lời dèm pha mới đến được với nhau. Lúc đầu thì bố mẹ cô không đồng ý, sau thấy con gái dứt khoát quá thì họ cũng xui. Ông với cô về làm vợ chồng, 2 năm sau thì sinh được thằng con. Bố ông gieo quẻ và nói thằng này cẩn thận đường xe cộ, không chết bất đắc kỳ tử. Nhà ông lo lắng lắm, nhưng rồi nhà ai cũng cẩn thận. Đặc biệt, ông nội không rời thằng cu nửa bước. Đến năm nó 9 tuổi thì ông nội mất. Nó hay tha thẩn chơi một mình ở góc khế, cách nhà một đoạn ngắn. Trẻ con ở quê chơi xung quanh sớm là chuyện thường. Vợ ông thì bận đồng án. Khi ông về hỏi con chơi với ai, thì nó nói nó chơi với một anh. Anh ấy lớn hơn nó một cái đầu. Ông cũng không nghĩ xa được, mà chỉ nghĩ chắc chơi với mấy thằng cu trong xóm. Cho đến một hôm, ông ở nhà, thấy nó đứng ngõ nói chuyện một mình, liền chạy ra hỏi nó. Con nói chuyện với ai thế? Con nói chuyện với anh mà con hay chơi đấy ạ. Con nói anh vào nhà chơi, mà anh nói không vào được. Bố chạy ra, anh vội chạy đi mất rồi. Ông hoảng quá, xách thằng con đi thẳng vào nhà, hỏi kỹ nó. Thì nó nói anh ấy hay ở ngoài gốc khế, lúc nào con ra đó chơi, anh cũng ở đó đợi con. Anh rủ con ra đường chơi, nhưng con sợ mẹ mắng, con không dám đi. Lúc nãy anh rủ con đi ra ngoài kia xem xe bố ạ. À. Ông liền vội chạy ra gốc khế. Thằng con hay chơi thì không thấy cái phòng ở đấy nữa. Từ đấy trở đi, ông cấm nó ra ngoài mà không có ai đi kèm. Nhưng do cái số nó tận cháu ạ. À, ông lần đó đi cúng cho một người ở xa, nó ở nhà với mẹ nó. Hôm đó không biết sao, con lợn nó sổng chuồng, mẹ nó vội chạy đi lùa, nó thấy thế chạy theo. Khi lùa được con lợn về nhà thì thằng con cũng không thấy đâu nữa. Mẹ nó hoảng lên đi tìm, hàng xóm họ cùng tìm, ra tới đường chính của thôn thì thấy mọi người đang bu đông vào một chỗ. Như có linh tính, mẹ nó lao đến thì thằng con bà đã bị xe cán qua người. Lái xe họ bỏ chạy cùng xe luôn, còn ông nằm đó. Kể đến đây, nước mắt ông rơi xuống, hai gò má nhăn nheo, nay đã đồi mồi. Ông đi cúng cách nhà nửa ngày đi xe đạp, tối đó đang ngồi sắp lễ, ông giật mình nghe tiếng nói. Bố ơi, anh xô con ngã vào xe bố ạ. À. Kèm theo tiếng khóc nức nghẹn oan ức, ông giật mình, mồ hôi vã ra, ruột gan thì bồn chồn. Vội nói với chủ nhà, rồi ông phóng xe về. Đi được một đoạn thì gặp người làng ông đang lao đi để báo tin cho ông biết. Khi nghe tin trời đất như sụp xuống, ông biết là cái vong kia làm. Ông giận nó, ông hận nó thấu xương tủy. Đêm đó ông về đến nhà, thằng con ông nằm đó, nhưng cái xác chẳng còn được nguyên vẹn. Ông về nhìn mặt nó lần cuối, không có lời nào tả được cái nỗi đau mà ông đang hứng chịu. Ông vuốt mắt cho nó, vợ ông thì ngất lên ngất xuống, không còn ra người nữa. Người ta đưa nó đi ngay tờ mờ sáng hôm sau. Người khiêng quan tài nó đi cho nhanh, đám mà đứa bé không kèn không trống, lác đác một vài người đi đưa cùng. Trong lòng ông mang một mối hận, tối đó ông hận mình, không bảo vệ được con, hận cái nghiệp mà mình phải mang, như cái dây buộc vào người, gỡ mãi không ra. Sau đêm đưa thằng con ông ra đồng, mỗi lần chợp mắt ông lại thấy nó đứng khóc mồm méo máu. Bố ơi, anh xô con vào xe, con đau lắm bố. Ông nằm đó uất nghẹn, nước mắt không trào ra được. Đêm đó ông đã gốc khế nơi thằng con ông kể. Ông đứng đó được một lúc thì cái vòng xuất hiện. Nó đứng đó nhìn ông không một chút sợ hãi. Ông hỏi nó, mày là thằng xô con tao phải không? Đúng là tôi làm. Sao mày lại làm thế? Ông có nhớ hơn 10 năm về trước, ông đi cúng cho một nhà đánh tan hồn phách của một người mẹ không? Nhớ, vậy mày chính là thằng nhóc bỏ chạy hôm đó sao? Đúng là tôi. Thế sao mày giết con tao? Để ông cảm thấy được mất người thân là như thế nào? Vậy bây giờ mày làm được rồi, nó chết rồi đó, tao mất nó rồi.
mày trả thù được rồi. Mày thấy thế nào, có vui không? Không, tôi vẫn thấy nặng nề như trước giờ. Ông muốn làm gì tôi cũng được. Tao làm gì mày, để làm gì? Còn tao chết rồi, nỗi đau vẫn còn. Giờ tao đánh tan hồn phách mày, thì tao cũng không thay đổi được gì hết. Nó đứng đó không nói một câu, nhưng mặt nó tỏ vẻ đau khổ lắm. Ông nói, nó đến lúc chết vẫn gọi mày là anh. Nó xem mày là anh của nó. Hồng ông lại nghẹn đắng. Ông nói thế rồi đi vào. Cả tuần liền ông không ăn, không ngủ. Miệng ông đắng ngắt, ai nhìn ông cũng thấy ông già đi chục tuổi. Đêm đó ông thiếp đi, thấy con ông về, đi sau là một thằng lớn hơn. Còn ông nói, bố ơi đừng buồn, bố đừng lo cho con. Còn có anh ở dưới này lo cho con rồi, không ai dám bắt nạt con hết. Nói rồi nó đẩy thằng lớn trước mặt ông. Ông nhìn nó nhìn ông không nói gì. Nỗi đau của ông cũng được xoa dịu đi một phần. Em nghe ông kể chuyện, giả vờ nhắm mắt ngủ để cho hai người đàn ông lặng lẽ giấu đi giọt nước mắt của mình. Anh Giang hỏi, ông không có con, nhưng bây giờ ông sẽ có cháu, cháu sẽ là cháu của ông. Ông Tuần nói, ừ, gặp mày ông cũng thấy vui và rất gần gũi. Thôi, nghỉ đi, tí tối còn làm nữa cháu ạ. Trùng tang ngày 16 tháng 10, đi viện xin vong về nhập mộ. 7 giờ tối, nhà em bắt đầu soạn lễ, thì 9 giờ tối, cụ Tuần lên hương. Cụ khấn thỉnh các thánh, sau đó xin keo để bố em lên khi khẩu nói chuyện. Nhưng mãi không thấy bố lên, em thì ngồi đằng sau cụ Tuần quỳ gối xuống, khấn. Hai tay chắp lại, mắt nhắm, mồm thì thầm khấn bố. Lúc đó em thấy bố sao lại đứng nấp sau cây cột điện đằng trước nhà nhỉ? Em hỏi, ông ơi, bố cháu về rồi, cháu thấy bố đứng sau cây cột điện ngoài đường kìa. Cụ Tuần nói, trời, sao chưa thỉnh mà lên được? Chả trách các quan dưới đó triệu người mà không thấy. May quá, nếu không sai bọn mặt ngựa đi tìm thì mệt người. Cụ Tuần nói, cháu nói bố cháu vào đi. Em há hốc mồm, nói bằng cách nào ông? Thế lúc nãy cháu nhìn thấy ông bằng cách nào? Cháu nhắm mắt khấn thì thấy. Thế bây giờ cháu làm như thế đi. Em quay lại nói với anh Giang, anh lấy điện thoại bật ghi âm lên nha. Anh Giang ừ, tham vừa thôi, cả nhà có mình mày được gặp bố, nhìn cho đã, nay lại còn đòi nghe giọng nữa. Nói xong anh Giang lườm em một cái. Em kệ, tham được gì thì cứ tham. Em nhắm mắt lại, tập trung, chắp tay khấn, thấy bố em liền hỏi, sao bố không vào nhà lại đứng lấp ló ở ngoài thế, có bao giờ thấy bố như thế đâu. Bố nói, bố tranh thủ lính họ sơ ý trốn lên đây mà, nên đứng đây ngó xe Tuần có về kiểm tra không thì mới vào. Em liền nói, ông Tuần đang triệu bố lên, nhưng xin keo không được, ông nói các quan dưới đó đang tìm bố, bố vào nhà nói chuyện với ông luôn nhé. Bố ừ. Nói thế xong em thấy mình đứng ở một góc sân, bố nhập vào em được. Ông Tuần khai khẩu bố, bắt đầu nói chuyện. Ông Tuần, chào ông, ở dưới đó thế nào rồi ông? Bố, chào cụ, anh chào em, nhìn mẹ em cười. Bố chào các con, cảm ơn cụ đã lễ trả nợ Hà Bá. Cụ lễ xong thì ở dưới đó họ cũng không ép tôi nhiều, cũng đỡ đánh đập và canh chừng cũng có tí dễ thở hơn trước, nên tôi mới trốn lên đây được. Cụ Tuần hỏi tiếp, sao ông lại trốn lên làm gì, có việc gì sao? Bố nói, ừ, cũng có tí việc, với lại nhớ chúng nó quá, nên ngó chúng nó xem thế nào ông à. Ông Tuần, thế dưới đó họ có làm khó gì ông không? Ông cần cái gì nào? Bố nói, làm khó gì được tôi, đánh đập không khai thì thôi, chứ làm gì được. Cùng lắm lại chết lần nữa, chết một lần rồi thêm lần nữa cũng có sao đâu. Bố cười. Ông Tuần hỏi, ông nhập mộ được chưa? Bố nói, sao ông biết? À, mà tôi quên, ông làm thầy mà. Chưa, tôi chưa nhập được ông ạ. Tôi mất tại bệnh viện khi đang ôm con Dung ngủ, thấy mấy thằng đầu trâu mặt ngựa tới đưa đi, biết mình thế là xong,
mà con bé nó đang ngủ ngon, chả nỡ đánh thức. Đã thế, mấy thằng bệnh viện lại kích tim với tấm ống oxy chứ. Gọi xe đưa tôi về nhà, mà lúc đó tôi đi mẹ nó rồi, còn đâu. Sau này mấy ông cúng thì cứ nghĩ là tôi chết ở nhà, đâu có làm thủ tục xin tôi về đâu. Nên lúc thì ở nhà, không thì ở dưới đó, quan phủ nó tra nó hỏi, thành ra chưa về được mộ. Bố nói xong, cả nhà em giật mình. Anh Giang lại vội vàng nói, sao hôm trước bố không nói cho em Dung với cả nhà biết luôn? Việc đó là việc nhỏ, việc các con bình an là việc lớn. Bố nói ra thì chúng mày lại cuốn lên, giải quyết từ từ thôi. Ông Tuần hỏi, ông hay từ từ thế hả? Rồi ông tủm tỉm cười. Bố nói, dặn em Dung bớt cho bố nhiều tiền nhé. Cúng tiền ấy, chứ vàng mã đổi ra được ít lắm. Gửi nhiều xuống thì các quan toàn bớt, tới tay mình chẳng còn bao nhiêu đâu. Khi cúng, để cho bố ít tiền lẻ, tiền to xuống đó khó đổi lắm, nhớ nha. Anh Giang phân, bố có dặn gì nữa không bố? Bố nói, không, như thế là tạm yên rồi. Con lên bệnh viện xin thổ công cho bố về, chứ ông ấy nhập mình vào hộ khẩu nhà ông ấy thì nó khó. Ở trên đấy phát chán, sống ở đấy nhiều rồi, chết chả muốn ở nữa. Ông Tuần nói, sao ông không dọa cho mấy người ở trên đấy sợ chơi? Bố nói, ngày trước tôi nằm phòng VIP, có cái thằng nghiện, nó nằm cái giường tôi nằm, tôi cũng dọa nó một phát. Ngày mai, nó nói với bạn của nó là hôm qua nó phê thuốc, nó thấy cái giường nằm thẳng đứng. Nói xong nó tỉnh bơ, té ra nó không có sợ gì tôi hết. Nói xong bố cười ha hả. Anh em nghe bố nói chuyện rồi cười thoải mái như vậy cũng yên tâm. Anh hỏi, giờ ở dưới bố thế nào? Cũng dễ thở hơn con ạ, trả được cái nợ Hà Bá, họ cũng đỡ đánh đập bố. Lúc trước họ đánh ép cùng, bắt khai ra người thân, tưởng muốn chết đi thêm lần nữa. Chỗ bố có ba người thì hai người kia bắt được người rồi, có mỗi mình bố. Cái thằng lính đánh bố, nó nói, ông cứ khai ra cho nó xong, không tôi đánh ông mãi, không được thì quan nó đánh tôi. Đời thằng tốt nó khổ thế đấy ông à. Khai ra thì sướng cái thân mình, nhưng mà khổ bao nhiêu người còn lại. Nghĩ thế nên thôi, đời có ai thoát được sinh lão bệnh tử đâu, trên này hay dưới đấy cũng như nhau. Nói thế rồi thấy bố thở dài. Ông Tuần hỏi tiếp, công việc ông như thế là tạm xong rồi, tôi với thằng Giang lên bệnh viện xin cho ông về. Ngày mai tôi cũng giải cái hạn trùng cho ông là xong, như thế là yên nhé. Bố nói, vâng, trăm sự tôi nhờ ông. Ông lo cho các cháu nó ở trên này bình an, tôi ở dưới đó cũng yên tâm phần nào. Sau này, ông về ít thôi, ở dưới đấy mà học hành tu tập để sớm đi đầu thai. Về ít hay nhiều thì tôi không biết được, tôi không đi đầu thai được, tôi còn phải đợi bả xuống. Bỏ bả đi một lần rồi, không nỡ đi lần nữa. Nói xong bố về sang anh Giang. Còn nói còn Dung, gọi bố ít thôi nhé. Nghe thấy nó gọi cứ giật mình, tưởng nó bị sao không à? Anh Giang vâng. Trách nhiệm của con sau này nặng nề lắm đấy, cố lên con ạ. Bố tự hào vì có mày. Nói với em Dung, khi nào bình yên, bố được tha, thì bố về đưa em đi chơi, theo ý nó muốn. Anh Giang vâng, sao bố không cho cả nhà gặp, mà cho mỗi mình em Dung gặp bố thế? Giang nói như có vẻ giận. Bố với con Dung hợp vía, với lại mày thì không nhìn được. Con Hương với thằng Định mà gặp bấy nhiêu chuyện, chắc bây giờ chúng nó sợ còn chưa tỉnh. Mẹ mày thì sợ. Nó thế mà nó lì, nó bình tĩnh được, không về với nó thì về với ai? Anh Giang im lặng không nói gì nữa. Ông Tuần nói, chúc tôi với cháu đi lên viện luôn, giờ ông đi trước đi nhé. Bố vâng. Mà bây giờ tôi đi đây, không chút nữa đến giờ mở cửa phủ, điểm danh không thấy lại lôi thôi. Ông Tuần vâng, ông đi nhé. Bố chào các con nha. Nói xong ông xuất ra em thấy người mỏi lắm, hai cái vai nặng như đá đeo. Ông Tuần nói đi nhanh lên viện, còn Dung mang theo cái áo của bố nhé, để mình lên đấy xin luôn trong tối nay. Anh Giang lấy điện thoại gọi cho ông trưởng khoa bệnh viện, nói sơ qua về tình hình, thì ông trưởng khoa nói làm cái lễ thật nhỏ thôi,
bằng cái mâm ấy không cho bài nhiều vì sợ viện mang tiếng mê tín dị đoan. Xong đâu đấy, anh em lái xe đưa ông lên viện, đi cùng với em, mâm lễ được bày trong cái phòng bố. Nằm ngày trước, mấy người trong viện ai cũng biết bố hết, thế nên công việc cũng diễn ra suôn sẻ. Em hỏi, ông Tuần ơi, cháu muốn nhìn thấy ông thổ địa được không? Em nói khẽ vào tai ông. Ông Tuần cười, mày tò mò quá, mày thích làm cô đồng không? Không không, người thường cho chắc ăn. Thế mày nhìn làm gì? Thì con xem có phải giống cái ông mà họ hay thờ không, cái ông bụng to ấy. Ông Tuần cười ha hả, mày đúng là. Ngồi xuống, nhắm mắt lại. Ông bắt quyết, vẽ bùa bằng tay lên trán em. Em quỳ đó chấp hai tay khấn, mắt nhắm lại, bắt đầu tập trung. Phòng lúc đó các bệnh nhân ra ngoài hết, tắt điện và chỉ thắp nến. Ông Tuấn lầm rầm khấn vái, xin kêu, xong em tập trung nhìn, thấy mãi mà không có ai hết. Ông xin ba lần, thì thấy một chú lính đi lên, nói gì đó em không nghe rõ. Em quay sang nói với ông, ông ơi, không thấy ai, chỉ thấy chú lính thôi, mà chú nói gì đó chắc không hiểu được. Ông địa đi vắng rồi, đi họp cái gì đó, thằng lính hầu nó nói hai canh giờ nữa mới về được. Em liền nói, hai canh thì tính thế nào? Ông thì cứ tầm hơn hai giờ nữa, mình thỉnh lại cho chắc. Em và ông nói thế, xong đi ra gặp anh Giang, đang đứng ngoài, cái mặt sốt ruột, cứ nhăn lại. Em nói ông thổ địa đi họp rồi, hai giờ nữa mới xin được. Anh quay lại, nói với chú bị bệnh. Các chú thông cảm, hai giờ nữa thầy mới cúng được. Các chú đi nghỉ giúp cháu, chút nữa cháu lại làm phiền các chú vậy. Các chú bệnh nhân nói không sao đâu, chút nữa làm thì gọi các chú ra. Anh Giang vâng, rồi anh đi ra ngoài cổng viện, mượn cái phích với ấm nước chè vào pha uống cùng các chú. Ai nhìn thấy anh em, nhà em cũng nhận ra con ông Nghĩa. Em ngồi bên ông Tuần nói khẽ. Ông, sao chú lính nói ông nghe được, sao cháu nghe không hiểu? Mày tưởng ai cũng nghe được à? Bố mày nói mày mới hiểu thôi, còn các quan hay lính nói sao mày hiểu? Muốn hiểu thì làm cô đồng đi hầu đi rồi hiểu. Thôi, cháu chỉ thích ăn lộc thôi, hầu cháu không biết làm. Ông cho cháu hiểu giống như hiểu ông quan hôm nọ trên sông ấy. Ông nói thôi. Cháu xin ông đấy một lần thôi. Vừa nói, em vừa ôm tay ông lắc qua lắc lại. Ông cười, mày lắm chuyện thế. Đợt sau có lễ to ở dưới cái chùa gần nhà mày, mày đi hầu lễ ông thì ông cho mày nghe. Em nói, hầu lễ là thế nào hả ông? Thì mày xách nải cho ông, phát lộc cho ông, thế đấy. Thế thì được, nhưng cháu không theo ông đâu nha. Ông hứa đi cho chắc ăn. Mày lắm chuyện, cái gì cũng chắc ăn, chắc cho lắm rồi ốp có ngày. Em cười và nói, kệ, lúc nào ốp thì tính. Khoảng tầm hơn 12 giờ đêm thì ông vào cúng. Trước khi cúng, em kéo tay ông nhắc. Ông quên à, uống, uống. Ý em là uống cái bùa hôm trước để hiểu được ông quan nói gì. Ông nói, lần này không phải uống mà làm thế này. Ông dính cái bùa trên trán em rồi lấy cái mũ đội lên cho cái bùa khỏi bay. Nghe thôi đấy, không được nói gì nhé. Dạ vâng. Nói xong, các chú bệnh nhân ra ngoài. Anh Giang cũng đứng ngoài, em với ông Tuần trong phòng tắt điện, thắp nến lên cúng. Ông khấn được một lúc, rồi xin kêu. Lúc này tập trung, em thấy có một chú lính ra nói là thổ thần về rồi. Ông Tuần cần gặp, nên thổ thần đi lên. Em thấy ông mặc áo quan, đội mũ, cánh chuồng, nhưng bụng ông đâu có phệ như người ta vẫn đắp tượng đâu. Ông Tuần, chào ngài, tôi tới để xin ngài cho vong Nghĩa, Văn Nguyễn được về nhà và để làm lễ nhập mộ. Ông thổ thần nói, ông ấy đi ngày nào, lúc mấy giờ? Ông Tuần liền đọc ngày giờ ở trên viện họ trả về. Ông quan tra sổ nói, hôm đó viện có 5 người mất, bao gồm 3 khoa, người ông cần tìm nằm khoa phổi phải không? Ông Tuần nói, đúng rồi, tôi muốn xin người này về để làm lễ nhập mộ cho ông ấy và để cho ông ấy ở nhà. Chứ hồn một nơi, xác một nơi thì khổ lắm. Thổ thần nói, ở đây nhiều lắm ông à, đa số chết trên viện rồi mới đưa về. Nhưng người nhà không hiểu thủ tục, dẫn đến ở nhà thì thờ, mà các ông bà lại cứ vất vưởng ở đây, tôi quản lý cũng khó khăn lắm.
Ông Tuần liền nói, vâng, nay tôi cũng là người hiểu chút chuyện, nên tôi mới phiền ngài cho tôi xin lại ông ấy. Gia chủ có lòng lễ tạ, xin ngài nhận cho. Thổ thần nói, được rồi, thả họ tôi cũng nhẹ được một phần. Đây, tôi gạch tên ông ấy khỏi sổ. Ông làm lễ cho ông ấy về nhà nha. Ông Tuần nói, vâng, tôi thay mặt gia chủ cảm ơn ngài. Không có việc gì, chuyện nên làm mà. Ông Tuần hỏi thêm, ngài cai quản vùng này thế nào ạ? Thổ thần đáp, chẳng giấu gì ông, công việc dạo này vất vả lắm. Người nghèo chết oan thì nhiều, rồi tụ tập nhau kết bè kết đảng, đi trêu ghẹo người ta, cướp giật để có cái ăn. Công việc của tôi có phần nhiều hơn trước, trách nhiệm thì nặng nề. Mà ông thấy đấy, thổ thần thì quyền hạn lại có hạn. Thời buổi này tôi trấn giữ cho đất yên được là tốt lắm rồi. Nói xong ông thở dài. Ông Tuấn nói, vâng, thời buổi này như chạy loạn vậy. Thôi tôi xin phép ngài, tôi gọi vong về. Nói thế xong, ông Tuấn lấy cái áo của bố em từng mặc, hô to, vong hồn của Nghĩa và Nguyễn mau vương vào cái áo này, theo gia đình về nhà. Nói xong, ông vẽ bùa bằng tay lên cái áo rồi ông chào thổ thần. Ông cúi xuống xin keo xem bố có đồng ý về không, thì xin ba keo đều được hết. Xong, ông đưa áo cho em cầm và ra ngoài. Anh em chạy tới hỏi xong chưa, ông và em gật đầu. Anh lấy phong bì nhét vào đó 500 ngàn, cảm ơn trưởng khoa. Sau đó anh ra xe, mang mấy túi trái cây mà lúc đi đường anh mua, mang vào văn phòng khoa, nhờ mấy chị y tá chia cho các phòng làm lọc, rồi ba ông cháu lên xe về ngay trong đêm. Trùng tang kết, một ngày dưới âm. Chiếc xe ô tô đi về trong đêm, về đến nhà thì gần 3 giờ sáng, ông cháu vào nhà nghỉ ngơi. Ông Tuấn nói đem cái áo vào phòng thờ của bố, để trên cái ghế nhé. Nói rồi ông vào phòng anh Giang, mở tay nải, lấy một cuốn sách đã cũ. Những trang sách ú vàng dường như đã có từ rất lâu. Em tò mò nên hỏi ông. Sách sao mà cũ thế ông, để cháu mua tặng ông sách mới nha. Ông nói sách mới giờ không chuẩn lắm, nhiều người biên soạn mỗi người một ý. Đây là cuốn sách ngày xưa bố ông được một người Tàu tặng đấy. Ông dùng đến bây giờ cho đến lúc này thì chưa sai tí nào. Nói xong ông nhìn em tủm tỉm cười. Em gật gù ra điều hiểu chuyện lắm, làm cho ông cười phá lên, rồi đuổi em về phòng. Em nói cho em ngủ lại đây chơi với ông, khi nào ông về thì em về phòng em, không ông lại buồn. Ông nói, mày yên tâm, ông ít buồn lắm. Thế mày có chuyện gì muốn hỏi sao? Dạ không, cháu chưa nghĩ ra. Mà đi hầu lễ ông, cháu có thành được cô đồng không ông? Mày muốn làm không? Ông hỏi. Không, cháu nhìn thấy người âm không sợ, nhưng không muốn ông ạ. Cháu chỉ muốn xem người dưới đó họ sống thế nào thôi. Ông kể cháu nghe đi, một tí thôi cũng được. Mồm nói tay em ôm gối lên giường nằm bên cạnh ông. Anh Giang thấy thế cũng hóng lắm. Nói mày ngủ trên giường thế ông nằm thế nào, để anh ngủ bên còn đấm lưng cho ông nữa. Em liền nói, yên tâm, nằm tí ông kể hết chuyện, em nhường anh cả cái giường với ông luôn. Ông chỉ cười nói với em, không phải bố sắp cho cháu xuống dưới đó à? Cứ đi đi, cái nào nhìn thấy không hiểu thì chạy lên mà hỏi ông. Em ngao ngán, thế thì thôi đành chờ vậy. Thế hôm nào cúng cho bố cháu ông? Trưa mai nhé, 12 giờ trưa mai. Chuyện khác lo xong rồi, nên giờ cúng nhanh thôi. Ông vừa nói vừa cất sách rồi nằm xuống giường đi ngủ. Em thấy thế cũng ôm gối nằm xuống cái nệm dưới đất ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Sáng hôm sau em thức dậy là 8 giờ rồi. Anh Giang và ông đi lo lễ chưa về. Tầm 10 giờ thì ông và anh về, đồ lễ lỉnh kỉnh, em cũng không tò mò lắm, vì lễ bao nhiêu lần, đồ cúng, chính vẫn thế. Cả nhà ăn cơm xong, 12 giờ vào đi lễ. Ông ngồi đó với cái áo thụng và cái mũ tai chuồng, lầm rầm khấn bái bắt quyết, xin keo tất cả đều được hết. Sau đó ông nói anh Định đi đốt vàng hương, còn anh Giang và em đem cái áo của bố hôm qua mang từ bệnh viện về để làm lễ nhập mộ. Mọi việc diễn ra suôn sẻ, trừ lúc đi về em thấy có một người đàn ông đứng trên ngôi mộ, cứ nhìn anh Giang hầm hầm, chỉ vào mặt anh Giang rồi nói, rồi mày không xong với tao đâu.
cái mặt lộ vẻ đe dọa. Em quay lại nói, ông ơi, ai dọa anh Giang đấy? Ông đó kìa. Vừa nói em vừa chỉ về hướng cái mộ mà người đàn ông đó đứng. Ông ngạc nhiên, đâu, cháu nhìn thấy nó ở đâu? Em liền chạy một mạch đến cái mộ đấy, cách mộ bố em một đoạn, nhưng cái mộ này nằm sát bụi cây to. Em chỉ và nói, cháu vừa nhìn thấy một người đàn ông đứng trên mộ, chỉ anh Giang dọa mà ông. Ông nhìn anh Giang, không hiểu anh Giang đắc tội với ai. Ông nói, Giang, từ lúc tới giờ có làm cái gì mộ đó không? Dạ không, cháu có làm gì đâu. Không làm gì mà để người ta dọa cho à? Làm gì nghĩ cho kỹ để còn xin lỗi người ta, không sau này lại mệt đấy. Người âm người ta khó tính và hay chấp lắm. Cháu không làm gì cả mà ông. Lúc nãy cháu có đi tè vào bụi cây chỗ đấy thôi. Ông liền thong thả đi đến, vạch cái bụi cây ra. Thì trời ạ, cái chân mộ người ta nằm sát cái bụi cây đó. Ông quay lại nói với anh Giang, thế tao đái vào chân mày thì mày có bực không? Mà ông này cũng gớm thật. Nói thế rồi ông đưa cho anh Giang nắm hương tới thắp xin lỗi ông đó, rồi mấy ông cháu đi về. Em thấy lạ mới hỏi, cái ông đấy thật là ghê gớm. Mình có thế chứ bọn chăn bò, nó đánh trận giả, nó còn chạy cả trên mộ, rồi còn cướp trái cây của các ông ăn với nhau, cũng có sao đâu ông nhỉ? Ông nói, cũng không nói được thế đâu, trẻ con thường người ta không chấp. Nhưng chấp là mệt nhiều đấy cháu ạ. Có người họ còn về tận nhà mắng chửi ôm lên, rồi làm cho mình méo mồm méo miệng nữa đây nha. Có người họ ích kỷ, mà hợp phong thì họ hành cho thì có mà biết cảnh. Em nghe thế cũng chẳng hỏi làm gì nhiều. Mấy ông giáo đi về. Về đến nhà thì ông nói anh Giang, việc nhà em xong rồi, chiều nay đưa ông về nhà. Có người đang đợi ông. Quay lại nhìn em, ông nói luôn, hôm lễ chùa nhớ đi hầu ông đấy nhé, mày nhớ chưa? Em gật gù, dạ con nhớ rồi. Ông nói khẽ với bố mày xong rồi đấy, chiều nay là ông được thả nhé, không bị giam nữa, chắc tối nay bố mày về. Giờ ông về đây, nhưng mà mày có thích đi xem ông cúng không? Nói thằng Giang trưa mai hai đứa lên nhà ông có chuyện muốn nói với nó. Em vâng, có gì trưa mai hai anh em cháu lên. Ông cho mày cái này, khi bố mày đưa đi chơi thì cầm theo, nhớ là cất nó đi, khi nào cần thiết thì hãy dùng. Em nói, cháu có biết khi nào là cần thiết đâu ông. Ông liền gõ vào cái đầu của em, ngu này, khi nào mày cuốn lên không biết xử lý thế nào thì đưa nó cho họ nhìn, nhớ chưa? Không ai dám làm gì con hết, nhưng không được dùng bừa. Em liền hỏi, ông ở dưới đó chức to bằng bao nhiêu, chức nào trong phim tể tướng lưng gù đấy ông? Ông cười nói, ông làm gì có chức, nhưng tính ra chủ tịch tỉnh còn phải nể ông, nói theo trên này cho dễ hình dung. Em ngồi ngẫm nghĩ, chưa to bằng lưng gù ông nhỉ? Ông cười, nói em tào lao. Cả nhà em mời ông ăn cơm, sau đó mẹ sắp lễ cho ông về. Ông không lấy cái gì hết, chỉ lấy một hộp bánh dẻo màu trắng mà mẹ em đặt riêng cho ông bà, vì thấy ông gãy gần hết răng rồi. Ông nói cho ông xin hộp bánh, vì bà nhà ông cũng mớm hết rồi, lại thích ăn đồ ngọt mà mềm. Anh em gửi ông phong bì tiền, ông chỉ lấy một ít, còn bao nhiêu ông cho lại. Ông nói công ít thì lấy làm gì nhiều, có hai ông bà thôi, ăn bao nhiêu đâu mà tham, chết cũng chẳng mang đi được. Chiều 5 giờ thì anh Giang đưa ông về, em ở nhà mà mãi tới 9 giờ tối anh Giang mới về. Hỏi ra mới biết, cái tivi nhà ông bà bật mãi không lên được, mà chỉ nghe tiếng được thôi. Anh sửa, nhưng vỗ mãi nó cũng không lên được. Hai ông cháu về ăn cơm bà nấu, nhưng sáng không báo lên, bà không đi chợ được, nhà chỉ có rau luộc. Anh Giang thấy thế, liền nói với ông là đưa ông đi chơi chút, rồi đưa ông về. Anh đưa ông ra tiệm bán đồ điện tử của thành phố. Vào tiệm bán tivi, ông nhìn anh Giang và nói không cần phải mua cho ông không nhận đâu. Nhưng anh Giang không chịu. Chủ quán tưởng hai bố con thì dắt ông Tuần ra bàn uống nước, kệ anh Giang chọn. Đứng một lúc cũng mua được cái tivi to, mỏng, cùng với cái tủ lạnh. Sau đó ông cháu về. Cụ bà thì sợ ông mắng nên có thích lắm cũng không dám nói. Khi anh Giang về, cụ mới nói, mày là người đầu tiên ông nhận quà to thế đấy, chứ ông chỉ nhận đủ tiền vàng hương thôi. Mà cái tivi to thế, xem người nó cứ như người thật đấy, thích thật. Cụ bà cứ khen mãi cái tivi. Anh hướng dẫn cụ dùng tủ lạnh xong thì về. Khi về,
ông Tuần nói mai đưa con Dung lên đây, ông có chuyện muốn nói với hai đứa mày. Anh em vâng rồi lên xe chạy một mạch về tới nhà. Tối hôm đó em đi ngủ sớm, cái bùa ông Tuần đưa bé bằng ba ngón tay chụm lại, ngắn tầm 5 phân, làm bằng giấy bạc cứng, em để ở trong túi quần luôn. Em mặc quần áo lịch sự rồi đi ngủ. Anh Giang chạy vào nói, mày qua phòng anh ngủ phòng mày cho, nhớ là đóng kín cửa lại nhé, có gì thì la to lên. Anh nói khẽ, anh canh cho, nhưng mai mày phải kể hết cho anh nghe nhé. Em cười khoái chí, để mà kể thì quà phải to nhé. Anh Giang đưa cái nắm đấm ra, em chạy mất. Khoảng 11 giờ đêm, em ngủ, nhưng hồi hộp chẳng ngủ được, trằn trọc mãi rồi cũng thiếp đi lúc nào không biết. Bố về, nhìn thần thái đã thoải mái hơn trước. Em hỏi, bố được thả lâu chưa? Bố được thả lúc chiều, cũng may nhà mình nhờ được đúng thầy đấy. Bố gặp ai trong họ nhà mình chưa? Bố gặp ông Khiêm chưa bố? Chưa gặp ai hết, bố gặp mày là đầu tiên, vì hứa cho con đi xuống đó xem thế nào. Đi luôn đi bố nhé, em phấn khởi. Nghe bố nói nè, bố chịu con một lần này thôi, xuống đó rất là nguy hiểm. Vì con là người thường, phong con dương khí còn mạnh, thì người ta tưởng là con mới mất. Nhưng con gặp ai, con cũng không được phép tới gần họ. Và đặc biệt, không được nói, không được ăn bất cứ thứ gì của họ cho. Nhớ chưa? Em vâng dạ. Khi bố đưa con đi, đầu tiên con phải đi qua con sông, xuống đó gặp người lái đò. Con đưa cho họ 2 đồng xu, xong rồi xuống và không nói thêm bất cứ điều gì hết. Con phải xem bố như người xa lạ. Khi con qua sông rồi, gặp 2 tên lính đứng gác ở cái cầu. Bố đi trước con đi sau, không ngoái lại nhìn lính mà cứ đi từ từ cho hết cái cầu. Khi hết cái cầu thì lính đưa cho con một tờ giấy, đấy là giấy thông hành cho người dưới đó. Nếu con đã có giấy đó và con ăn thức ăn ở đó là con sẽ không nhớ được gì mà trở về đâu, con nhớ rõ nha. Bố không cho con thấy được nhiều cuộc sống dưới đó, nhưng con sẽ thấy được những ngày bố sống trong ngục và đi gặp ông bà họ hàng. Nhớ là không được ăn đấy nhé. Em vâng dạ và bắt đầu run. Đây, bố đưa cho con 2 đồng đi đò và 2 đồng xu cho lính cầu là 4 đồng nhé. Cầm lấy rồi đi theo bố. Hai bố con đi một đoạn thì thấy một con sông. Sương buổi sáng bốc lên mù mịt. Đứng đó đợi một lúc thì trong màn sương mờ ảo hiện ra một người không nhìn rõ mặt. Cái áo choàng đen, các thím cứ nhìn thấy trên dương người ta vẽ thần chết làm sao thì người lái đò y như thế, nhưng họ không có lưỡi hái tự thần. Khi thấy bố con em đứng thì thuyền cập bến. Bố đi trước, đưa 2 đồng xu bỏ vào tay người lái đò. Em đi sau và làm tương tự. Xong thì ngồi xuống thuyền, không ai nói với ai câu nào. Người lái đò cứ lặng lẽ chèo cho tới khi thuyền cập bến bờ sông bên kia. Em với bố lặng lẽ đi xuống thuyền, nhưng người lái đò không chèo đi luôn mà đứng đó nhìn em một cách khó hiểu. Dường như bố nhận ra là có biến cố, bố liền lừ lừ đi bộ dạng rất chậm chạp. Em cũng làm theo y chang, nhưng trong lòng bắt đầu cảm thấy run rồi. Lái đò vẫn đứng đó nhìn em một lúc. Khi thấy 2 bố con dần dời đi thì người lái đò cũng mất dần trong sương. Đi tiếp một đoạn thì 2 bố con nhìn thấy cây cầu. Nó không phải là cây cầu xây theo lối hiện đại, mà nó là cây cầu treo. Khi linh hồn đi qua, hầu như chân họ không chạm cầu, nên không có cảm giác cầu chồng chành giống như người dương. Còn em thì khác, cái thần thức nó vẫn đang còn tồn tại, nên cái cảm giác đi qua cầu treo sợ ngã nó hiện ra nét mặt. Cái này mấy tên lính tinh ý là nhìn thấy. Đến cầu 2 bố con đi qua, 2 tên lính đầu tiên lúc này chưa phải đưa tiền mà phải đưa tiền cho 2 tên lính ở cuối cây cầu để lấy giấy thông hành. Cảm giác đầu tiên khi đặt chân lên cầu là sợ ngã, bước chân như chậm lại dò đường. Điều này không bao giờ xảy ra với những linh hồn đã chết. 2 tên lính ngó thấy sự lạ liền lao đến. Nếu phát hiện ra hồn còn thần thức, lập tức đẩy xuống khỏi cây cầu. Điều này làm để răng đe người dương không cho họ xuống làm loạn cõi âm. Khi bị đẩy xuống cây cầu, bạn sẽ bị các linh hồn khác ở dưới đó tranh nhau hút hết khí dương và thần thức, khiến bạn không nhớ tới được cõi dương mà trở về nữa. 2 tên lính lao đến giữ 2 bố con lại. Em lúc đó như sợ quá, mặt tái nhợt đi,
nhưng vẫn không hé miệng. Cứ đứng đó, hai tên lính bắt hai bố con đứng lại quan sát một lúc, không thấy có dấu hiệu gì khác lạ, thì cho đi tiếp. Lần này tim thì đập mạnh, chân thì run, nhưng em vẫn cố đi cho giống bố, trong đầu cứ nghĩ là không sao, không sao. Đi đến đoạn giữa cầu, lúc này sương mù dày đặc, hết nhìn phía trước, phía sau, không thấy bóng dáng của lính. Em vội cúi đầu nhìn xuống lòng cầu. Lòng cầu được lát bằng gỗ, rồi vặn với nhau bằng dây thừng, các miếng gỗ cách nhau tầm 2cm. Nhìn xuyên qua mấy cái lỗ đấy, thì trời ạ, các linh hồn ở dưới đó đang bay lơ lửng. Đứa thì cười, đứa thì gào thét khóc than. Chỉ nhìn thôi là muốn ngừng thở rồi. Bao nhiêu cơ trên mặt, bao nhiêu dây thần kinh trên cơ thể muốn đứng hết lại. Em đứng chồm chân một chỗ, người như đơ đi, không còn cử động được. Bố đi trước em tầm mấy bước, thấy dưới đó các linh hồn đang bay lơ lửng, tự nhiên lao vung vút, bay loạn hết cả lên, là biết em không nghe lời ông dặn mà tự ý nhìn xuống, và bị một linh hồn bắt gặp, thấy dương khí của em mạnh, liền truyền tai nhau. Ông liền kéo tay em chạy một mạch cho đến khi thấy lờ mờ bóng hai tên lính đứng ở cuối cầu, thì hai bố con lại giữ khoảng cách như trước. Bố đi trước đưa hai đồng xu cho tên lính, sau đó em đi sau đưa hai xu cho tên lính còn lại. Họ đưa lại cho em một tờ giấy gọi là thông hành. Giấy được viết trên tờ giấy màu vàng, mỏng như các cụ viết chữ nho ngày xưa. Đóng cái mộc hình vuông, ghi mấy chữ như người ký tên. Em cũng chẳng để ý nhiều. Cầm cái tờ giấy đó trên tay, em đi theo bố cho đến khi khuất bóng hai tên lính, lúc đó mới thở phào nhẹ nhõm. Đi chơi mà không khác gì thằng ăn trộm các thí mạ. Khi qua hai cửa ải đó, em chính thức đặt chân đến cái nơi gọi là âm phủ. Ở dưới này không có ánh sáng mặt trời. Ban ngày thì y như buổi sáng sớm mùa đông trên dương, sương phủ mờ mờ, trời thì tối tối. Ban ngày thì nó không có sương, nhưng trời cũng âm u như thế. Buổi tối thì tối hơn thôi. Sáng sớm đó, cảnh đầu tiên em được tiếp xúc đó là ngục. Các linh hồn khi chết tập trung về cửa ngục. Cai ngục sẽ đưa cho mỗi linh hồn một cái thẻ bài y như đi bệnh viện, lấy số thẻ. Trên thẻ bài có ghi ngày giờ chết của mình. Sau đó một viên quan ngồi bên định tội. Trên dương anh sống thế nào, ăn ở ra sao, có tham ô gì không, có bất hiếu không, chết vì nguyên nhân gì. Sau đó đọc tên và ngày chết của linh hồn để có cai ngục cho lính dẫn vào khu tương ứng. Nó tương tự như đi tù trên dương. Khi đó đứng trước mặt các linh hồn sẽ là cái gương thật to, nó như cuộn băng chiếu nhanh về cuộc sống của mỗi người. Nó tua nhanh những điều bình thường, nhưng nó quay chậm thật chậm những tội lỗi mình gây ra. Ai làm điều quá độc ác thì những cảnh đó nó dừng lại một lúc cho linh hồn nhìn cho rõ việc sai trái của mình. Bố dẫn em vào nơi bố sống mấy mươi ngày qua, cái ngục của nó y như trong phim Trung Quốc. Ngục làm bằng những cây gỗ to bằng bắp chân người, đóng lại với nhau mỗi cây cách nhau tầm 20cm. Ở trong cái buồng giam của bố đang còn hai người ở lại. Bố nói họ cũng bị như bố, nhưng nhẹ hơn, chưa được thả ra vì người nhà trên đó chưa giải trùng được. Đi tiếp một đoạn, thấy cảnh lính họ tra tấn người mới thật là kinh dị. Những thứ các thím xem trên phim ảnh chỉ là một phần rất nhỏ so với dưới đó thôi. Ở trên dương mình chia làm 18 tầng địa ngục, nhưng ở dưới âm chỉ có một địa ngục mà chia làm 18 khu khác nhau, mỗi khu nhốt một loại tội. Trong đó có trùng tang, động mộ, tán vào giờ xấu, chết oan, được nhốt trong cùng một khu. Cái khu tra tấn độc ác nhất là khu dành cho những người thọ trên dương gọi là bất hiếu. Khu này không do quan quản lý mà do bọn gọi là lòng lang dạ sói quản lý. Những người bị nhốt ở đây suốt ngày bị tra tấn. Buổi trưa họ vẫn được nghỉ cho ăn, nhưng xong rồi thì móc ra hết, môi tim, môi ruột, xẻ đôi người, ném vào vạc dầu đang sôi, treo vào cây thiêu bằng lửa, đủ mọi hình thức. Cốt yếu làm sao để các linh hồn có thể đau đớn đến tột cùng, sau đó đem về buồng giam nhốt lại. Cứ thế tùy vào mức độ ác của mỗi người trên dương mà dưới đó định tội. Có thể là 100 hay nhiều hơn thế nữa, vẫn không được thả ra. Trong suốt thời gian tạm giam, ngày nào cũng bị tra tấn như thế. Khi người trên dương thắp hương gọi về, dưới đó quản ngục
họ cho linh hồn biết nhưng không cho họ về. Đồ ăn các thứ ngon, linh hồn chỉ được xem qua, kính chiếu thôi. Các linh hồn xuống đó mới thấm được sự cùng khổ. Những quan trên thường những loại linh hồn này họ rất khinh, chỉ có phạt nặng chứ không bao giờ xét phúc. Những bọn trộm cắp, cướp giật, trai gái, hà hiếp kẻ yếu như trên dương xuống, được đưa vào một khu mà khu này họ bị tra tấn kiểu kinh người, như bỏ vào vạc dầu, cứ ngồi cái đầu lên là bị nhấn chìm xuống, trói chân tay lại ôm vào cái cọc nướng trên than, rồi dìm xuống nước lạnh. Cứ như thế, ác hơn nữa, họ còn cho một cai ngục cầm tay chân linh hồn, còn người khác cầm tay chân còn lại ra sức mà kéo, đau đớn không lời nào tả hết. Những khu ngục này một ngày được mở cửa phủ một lần để người thân vào tiếp tế và cho dân nhìn thấy cảnh như thế mà khiếp sợ. Các thím nói nó nguy hiểm sao bố vẫn cho em xuống đó, thật ra là không đúng. Nó chỉ nguy hiểm khi mình không nhớ những lời ông dặn thôi, vì bản thân mình không phải là linh hồn, nên cái dương khí còn vương vất trên người khá nhiều, điều đó khiến cho các linh hồn khác chú ý. Cuộc sống sinh hoạt dưới âm không khác gì trên mình là bao nhiêu hết. Trên dương công nghiệp hóa, khi đốt cho người thân mình đã mất dưới đó, đều nhận được hết. Nhưng đến được tay của người dân thì gần như là mất gần hết. Những thứ có giá trị nhất mà mình thường gọi là thất lạc đấy ạ. Bố đưa em đi thăm ông bà, ai cũng hỏi thăm, nhìn ai cũng vui mừng. Nhưng điều em thấy, ông bà cũng không già đi bao nhiêu. Nhìn thấy ai cũng khỏe mạnh, em cũng mừng. Hỏi ông bà đủ chuyện. Bà ơi, cháu thấy bà già đi đấy. Ừ, ở đây trẻ con thì phải lớn, còn người già thì phải già đi chứ. Thế sao bà không đầu thai? Ở đây ai muốn đầu thai phải đi học, người ta gọi là tu tập đấy cháu ạ, để trả hết tội mình mang, sau đó mới đi học đầu thai được chứ. Sao cháu thấy ở đây có ngựa, quần áo, ngày xưa không thế, nhưng lại có nhà cao tầng, xe ô tô, điện thoại di động. Sao các quan không đi ô tô mà lại đi ngựa bà? Ngày xưa, nước mình làm gì có mấy người có ô tô. Năm 2000 tới nay, luật âm thay đổi, cũng công nghiệp hóa, nhưng những cái lề lối cũ thì chưa thay đổi được. Trên dương gửi xuống cũng toàn quần áo ngày xưa, các quan thì toàn áo quan, mũ cánh chuồng không đấy thôi. Ở dưới đây, đi xa đi bằng ô tô xe khách, nhà cũng có nhà cao tầng, lát gạch hoa, cũng ăn uống bình thường, cũng ngồi cơm điện đó cháu. Trên dương gửi xuống cái gì thì dưới âm nhận được hết. Thế bà, cháu gửi tiền vàng xuống thì bà có tiêu được nhiều không? Vàng trên trần vẫn đốt thì dưới này giá nó thấp lắm cháu ạ. À, giờ người ta dùng tiền ở trên đó nhiều hơn. Vàng mã giờ thường dùng cho các phong không chốn nương thân là nhiều. Bà có đi làm không bà? Có chứ, không đi làm lấy gì mà ăn. Bà làm cái nghề của bà sống trên dương, hai ông bà giờ tráng bánh đa để bán cho họ đấy. Thế chẳng công bằng gì bà nhỉ? Thế mấy ông chủ tịch nước chết xong cũng làm chủ tịch à bà? Không phải, khi xuống đây thì tất cả phải học và đi làm hết. Ai ác bị nhốt lại, sau đó cho học cái nghề rồi kiếm cái mưu sinh chứ. Chờ các con cháu trên đấy cúng một năm có một lần, thế mà có chết đói à? Thế sao có người không cúng thì nhập vào người khác, nói là đói lắm, không có nhà ở hả bà? Khi con thợ cúng, chúng ta thì coi như chúng ta có chỗ trở về, cũng giống như trên dương, các con có chỗ ăn ở đấy. Khi người nhà không cúng, khác nào dưới đây chúng ta bơ vơ, không nơi nương tựa. Khi cửa phủ mở thì biết về đâu con? Thế cửa phủ mở thì ai muốn về thì về, đi đâu thì đi hả bà? Ngài đi mấy lần thế thì sao mà làm được nhỉ? Không phải thế, cửa phủ mở là để các phòng khác như cô hồn, người mới mất, về với gia đình. Còn những người như ông bà thì khi nào con cháu gọi về, có rảnh thì mới đi được, đang bận làm thì thôi, phải chịu. Khi con gọi bà về thì bà đi lúc nào cũng được à? Không, con phải gọi đúng tên ông bà, quê quán ở đâu chứ, rồi về nhà con ở đâu, số mấy, đường nào thì bà mới về được. Chứ còn thắp hương, con gọi bà ơi bà về đi, thì quan họ không cho đi đâu. Em gật gù như hiểu chuyện lắm. Thế cháu đốt gì bà nhận được cái đấy ạ? Ừ, nhưng khi đốt đừng có mà chọc cái gì vào, nhớ đốt thêm cái tên và địa chỉ người nhận nữa, chứ đốt không phải chọc que vào là hư hết,
có nhận được cái gì cho nó lành lặn đâu. Thế mà mọi người trên Dương nói đốt nó phí. Cứ đốt không có sớ rồi địa chỉ, người nhận dưới này thì trả phí. Lại đem vào kho để hết, các quan lại được dùng thôi. Thì ra là thế, mà bà sao bà không xui con cháu vào các chỗ nhiều tiền đấy cho sung sướng. Ai cũng thế thì ai mà khổ, thiên cơ không được tiết lộ. Ai mà tiết lộ, quan mà biết được thì coi như xong. Vào trong lao mà ngồi, sướng khổ là do nghiệp của con cháu kiếp trước, giờ phải chịu, chỉ có ăn ở phúc đức mới giảm được tội. Thế thì cũng chẳng ăn thua bà nhỉ. Thế còn muốn ăn hay thua? Có tí tuổi đầu mà làm như cụ non vậy. Tao còn chưa hỏi tội thằng bố mày, sao đưa mày xuống đây? Cháu xin mãi mới được đấy. Cái thằng bố mày chỉ biết chịu vớ vẩn, vừa thoát tội xong một cái là sớm xác, hay ho gì mà đưa mày xuống đây. Tao bực lên lại cho vài cái đòn gánh vào lưng, lúc đó mới tỉnh được. Bà không muốn gặp cháu sao? Muốn thì bà tự về, mất gì mà con xuống đây. Bà mới gặp được một đứa trẻ như con mà cứ thích mấy chuyện âm ti với phong nọ kia là thế nào? Lo mà học hành cho nó tử tế vào. Ông thầy Tuần nói cháu theo ông ấy đấy bà. Tao cấm nhà mình không thì bà gì hết. Thằng bố mày đang còn ăn cơm nhà, vì thế mới cho mày xuống được đây. Cũng giỏi lừa lắm đấy. Lo chút nữa liệu hồ mà về đi. Bà quát lên. Em chạy mất, không đứng đó thì ăn mặt tay của bà như chơi. Em đến bên bố, cho con đi ra ngoài tí đi bố. Bố nói không được, tí nữa tầm trưa lính đi tuần nhiều lắm con à. Bà đang mắng bố đấy, cái tội đưa con xuống. Em nói xong lắc đầu lè lưỡi, bố thấy có biến thì chuồn thẳng. Nói là hai bố con qua nhà ông Kim một tí, rồi bố đưa con về. Đường dưới đó thì bây giờ đa số là láng bê tông, nhìn cũng đẹp và đàng hoàng lắm. Hai bố con đi bộ, em tranh thủ nhìn hai bên, cũng hàng quán không khác gì trên Dương là bao nhiêu, nhưng vẫn mang nét của ngày xưa. Quán ăn thì bàn dài ngồi với ghế gỗ, cũng dài, loại ghế ba bốn người ngồi chung với nhau. Nhà cửa có nhà tầng, nhà ngói mọc san sát nhau, rộng có, hẹp có, đủ cả xe cộ, thì có xe máy, xe hơi, xe khách chạy ngoài đường, nhưng ít thôi, không được nhiều như trên Dương. Xe đạp và người đi bộ là nhiều. Nhà không phải mặt tiền không, mà cũng ngõ hẻm, lằng ngoằng lắm. Các quan thì mặc quần áo ngày xưa, lính tốt thì ăn mặc đúng như là trong cổ bài Tam Cúc, hoặc như cổ bài trắng. Em với bố qua nhà ông Kim, em hỏi bố là sao bố biết nhà ông. Bố bảo, lúc nãy hỏi ông rồi, ông Kim đến chơi với ông bà nhiều lần rồi. Hai bố con đi bộ một đoạn tầm 15 phút, thì đến cái nhà y như cái nhà mà ông Phương làm cho ông Kim. Cái sân nó rộng, nhà bằng ngói đỏ. Không biết sao trước nhà, chỗ cái mái ngói chỉ ra sân, bị mất mấy viên ngói. Tường nhà ông thấp, có gắn mấy cái sàn hoa, đứng ở đường thì nhìn được vào nhà. Bố em đứng trước cửa kêu to, anh Kim ơi, anh có nhà không? Từ trong nhà ông Kim bước ra, thấy em lấp ló đằng sau thì ông tủm tỉm cười. Bố nói, tôi đưa nó xuống đây, qua đây chơi, cảm ơn anh đã nhờ người giúp cho gia đình tôi. Ông Kim, có gì đâu, người một nhà rồi, mà chú còn khách khí thế. Ông Kim quay sang nhìn em. Mày cũng tò mò gớm nhỉ, hết sợ rồi sao? Em không dám nói gì, chỉ tủm tỉm cười nhìn ông. Ông mặc bộ đồ quần áo rộng giống như bộ quần áo người Tàu màu nâu. Anh dạo này thế nào? Bố hỏi. Già rồi chú ạ, trốn quan trường quá sức rồi, giờ về dưỡng già thôi, giờ coi như mình yên phận. Nói xong ông quay sang em. Mày có duyên với người âm đấy cháu, nhưng không muốn làm thầy bà thì thôi. Theo ông Tuần, phụ ông ấy mà mở mang đầu óc, theo xuống đây thì thấy được cái trước mặt thôi. Muốn biết chuyện quan trường thần thánh như thế nào thì con phải theo thầy mới biết được chứ. Thôi, chút nữa để ông đưa về cho. Anh cũng thật là chiều nó quá. Bố cười không nói gì. Ông nói tiếp. Ngày mai ông Tuần cúng cho cố chủ tịch tỉnh đấy. Đi theo hầu ông biết được nhiều chuyện lắm. Mày là con gái mà gan quá. Em cười chẳng biết nói gì, thì nhớ lại là nhìn thấy cái mái nhà ông bị sứt. Sao mái trước nhà ông bị mất ngói thế? Ông Kim cười, thằng Định nó đốt cho ông, mà nó lấy cái que khều cho nó cháy hết, chọc thủng cả mái ngói nhà ông, để đấy làm kỷ niệm. Thôi,
bố mày ở đây, ông đưa mày về, đi theo ông Tuần cho nó kịp. Mày là nhất rồi đấy. Nói xong, ông Khiêm dẫn em đi. Khi tỉnh lại thì đã 9 giờ sáng. Trên đầu ba thước có thần linh. Người Trung Quốc có câu, trên đầu ba thước có thần linh. Còn có một thuyết khác nữa là, ngẩng đầu ba thước có thanh thiên, có thể dối người nhưng không thể dối trời. Câu này nhắc chúng ta trong mỗi thời khắc đều phải kiểm soát các khởi tâm động niệm của mình. Từng hành động ý nghĩ đều phải hướng về dứt ác hành thiện. Riêng nhà Phật thì giảng, trên thân mỗi người có hai vị thần là thần đồng danh và thần đồng sinh. Thần đồng danh thì trắng là nam, chuyên ghi thiện. Còn thần đồng sinh thì đen là nữ, chuyên ghi ác. Bất kỳ khởi tâm động niệm thiện ác nào của chúng ta, các thần đều ghi lại hết. Cho nên, tốt nhất chúng ta không nên khởi tâm động niệm cẩu thả, tránh gieo nhân ác. Nếu lỡ tạo ác thì phải mau hồi đầu, không nên tiếp tục phạm giới luật. Kinh Vô Lượng Thọ thuyết, thần minh ghi biết, phạm tội không tha. Phải biết chư thần chuyên ghi những thiện ác chúng ta tạo ra. Mỗi tháng có hơn 6 lần họ đến thiên đường và địa ngục để giao nộp sổ thiện ác. Chúng ta tùy theo nghiệp thiện ác đã tạo của mình mà đi thọ khổ vui. Tôi kể những điều này là để nhắc mọi người nên trì giới nghiêm cẩn. Trước khi học Phật, tôi từng đọc qua một cuốn tạp chí thế gian. Giờ xin kể lại câu chuyện đăng trong đó cho mọi người nghe. Cuối đời Thanh, có một thư sinh muốn đến Bắc Kinh thi trạng nguyên. Khoa này mở vào tiết xuân, tức phải qua năm mới thi. Nhiều người ở những vùng xa thì ngay từ mùa đông đã vội khăn gói lên kinh mới mong tham dự kịp kỳ thi mùa xuân. Tại Đại Lục, mỗi kỳ đến mùa đông thì phương Bắc băng tuyết phủ đầy, trắng xóa cả một vùng, khiến người khó nhìn ra lối đi. Nếu khởi hành mà lỡ gặp tuyết phủ kín đường thì chỉ có chờ đợi vì không chỗ để đi. Thư sinh X giữa đường lên kinh thành đã gặp phải tình huống đó nên vô phương tiếp tục hành trình, đành nấu tạm nơi một quán trọ bình dân. Nhưng chủ quán lại là một quả phụ còn trẻ, chồng vừa chết không lâu. Thư sinh X thầm nghĩ, mình tạm ngủ ở đây một đêm rồi sáng mai tiếp tục lên đường. Nào ngờ tuyết rơi liên tục bất đoạn, phủ kín đường đi dày mịt, khiến anh vô phương khởi hành. Bất đắc dĩ phải tiếp tục ngủ lại nơi quán trọ. Một ngày, rồi một ngày trôi qua, khách là thanh niên tuấn tú, chủ là quả phụ xinh đẹp, trẻ trung, cả hai đều ở vị đơn độc, mà ngày nào cũng gặp mặt nhau, nên tâm liền vọng động. Thế là thư sinh bèn đi tới trước phòng nữ chủ. Đầu tiên, anh đưa tay lên định gõ cửa, thì chợt nghĩ, không nên, ta đang muốn thi trạng nguyên, nếu tiến vào thì sẽ phạm dâm, thiên đình sẽ gạch tên mình, phải quay về thôi. Chàng vừa quay trở về, thì trong lòng nữ chủ cũng khởi niệm muốn đi đến tìm chàng. Vừa ra khỏi cửa phòng, thì nàng chợt nghĩ, rất không nên, ta là quả phụ, phải giữ tiết hạnh mới đúng lẽ. Sao vừa nhìn thấy trai đẹp là dỗi quên hết cuồng phép? Không nên như thế, mau quay về thôi. Chàng thư sinh quay về rồi, lại ngăn không nổi lửa dục trào dâng, lại đi đến trước phòng quả phụ. Lúc này chàng gõ cửa, ngay khi quả phụ ra mở cửa, thì chàng đã nhanh chóng bỏ đi. Bởi chàng cảm thấy mình không nên làm như thế, lại sợ phạm dâm sẽ bị mất công danh. Thời cổ đại chúng ta có một thuyết là, cho dù bạn có học tốt đến đâu, dù số mệnh ấn định đậu trạng nguyên, nhưng nếu phạm dâm hoặc tạo ác thì thiên đình sẽ gạch bỏ danh phận trạng nguyên kia ngay. Vì vậy mà khi chàng đến và nàng sắp mở cửa thì chàng đã nhanh chân quay về. Nhưng quả phụ tình cảm sinh dạt dào liền đi đến trước phòng chàng gõ cửa. Ngay lúc này nội tâm nàng lại lên tiếng trách mắng nàng, không nên thất tiết. Thế là nàng bèn quay về. Cứ thế, bọn họ cứ đi tới đi lui như vậy, ngót mấy bận. Lần cuối cùng, chàng thư sinh đứng dậy mở cửa. Hai người đứng đó, nửa tiến nửa lùi,
lòng vừa muốn vừa không, dùng dằn chưa quyết. Ngay lúc chưa ngã ngủ ra sao, họ cứ giằng co, nửa muốn phạm, nửa không, thì bỗng nghe trên không trung có âm thanh vang lên. Hai tên ngốc cà giật này, thực ra bọn mi có muốn phạm lỗi hay không vậy? Báo hại bọn ta ghi ghi xóa xóa trong sổ thiện ác đến nát như rồi nè. Âm thanh nói xong thì có vật gì được ném xuống. Lúc này hai người đang ngồi trên giường, vừa nghe tiếng nói thì đã sợ phát run, vội lượm vật đó lên xem, té ra là cuốn sổ ghi công tội. Trong có đề rõ tên bọn họ. XX, số ấn định là Trạng Nguyên năm nay, phạm dâm, bị loại công danh. YY, quả phụ đức hạnh, chết sẽ được thăng thiên, nhưng hiện tại phạm dâm. Tiếp theo sau là những hàng chữ bị gạch xóa liên tục, ghi đầy như sau: phạm, không phạm, phạm, rồi gạch bỏ, lại ghi tiếp, không phạm, phạm, không phạm. Suốt cuốn sổ ghi, cứ ghi tới, lui như vậy, và xóa gạch tơi bời. Chỉ nhìn thôi cũng thấy rối nùi, vì vậy mà chư thần cũng phải nổi đoá, lên tiếng quát to. Hai người này vừa xem qua, vội vã bỏ về phòng mình. Từ đó chẳng còn ai dám khởi dâm niệm hay muốn phạm lỗi chi nữa. Phần chư trưởng bối ngày xưa, mỗi khi kể cho con cháu nghe câu chuyện này, họ luôn khẳng định tà dâm bị tước công danh, triệt hết phúc, lộc quyền là có thực. Vì vậy mà vào thời xưa, các con em thuộc dòng dõi Thư Khương đều được nghe kể câu chuyện này để cảnh giới, tự giữ phẩm hạnh mình như ngọc quý. Có học vấn tốt thì đạo đức phẩm hạnh cũng phải cao tột, không thiếu sót mới lấy được công danh. Xét người thế tục mà còn phải như vậy thì đã là kẻ xuất gia, ta cần phải chú ý đến điểm này hơn nữa. Vì một khi phạm giới dâm thì phúc báo, thọ mệnh, công đức gì cũng bị tiêu ma. Cho nên các tu sĩ phải hết sức cẩn thận. Trích dịch từ Giới Học Thiển Đàm.